Sau hàng nhà đồ điện xin chào các bác. Hôm nay vừa về thêm được mấy con điều hòa một cục lên sóng để phục vụ các bác nhé. Trên hình ảnh các bác là một con điều hòa của hãng Haier. Con này em để số 47. Nhiệt độ đang test tại cửa gió hiện tại đang là 16,9 độ C. Hãng Haier nhé, con này rất là đẹp. Rất đẹp các bác nhé, hình thức rất là đẹp. Con này nó sản xuất năm 2012 này. 2012 nhé. Tình trạng máy hoạt động ngon lành cành đào. Công suất 7.000 BTU, điện 100V. Nhiệt độ đang test rất là lạnh. Một con máy khá là ok đẹp. Sau này dàn nóng này các bạn này. Bọn hai ơ là cái dàn nóng này nó là màu xanh. Hệ thống tự động tưới tiêu nước đây, nước đang chảy các bạn này. Nó té nước lên dàn nóng này làm tiêu nước luôn nhé. Bọn này không cần phải bố trí đường thoát nước đâu ạ. Hai ơ là 2012. Con này em bán 3.8 triệu nhé, đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Các bạn nào lấy các bạn liên hệ nhé. Chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn, giá 3.8 triệu. Chào các bạn.